thấy nó ngon. Nhưng mà mình thì đi Hàn Quốc khá lâu rồi nên là thường thích cho mấy cái gia vị kiểu Hàn Quốc vào. Ở đây mình có một lọ là cham đan chấm cay. Quán ấy thì còn có thêm rau thơm với cả những loại rau khác thì ăn kèm và cũng ngon hơn, nhưng mà đây là mình đặt về, đằng sau sẽ ra trực tiếp ra quán mua về ăn.
ra ấy, mình ăn phở bò hơn, nhưng mà dạo này ăn phở bò, bây giờ phải đặt phở gà về ăn. Các bạn thường sẽ ăn được khoảng mấy bát phở? Chắc 1-2 bát là cùng đúng không? Nếu như các bạn có dịp ấy thì cũng mua thử một chút kim chi của Hàn Quốc về, xong rồi cho vào phở ăn cùng sẽ thấy vị sẽ khác nhỉ. Đặc biệt nữa, phở ở Việt Nam là chia ra các vùng miền, ví dụ như là phở Hà Nội này, phở Nam Định này, rồi là phở Huế thì không biết có không nhỉ, phở Sài Gòn, rồi là nói chung là phở các tỉnh thành. Và như mình được biết là một số tỉnh thành còn có ăn phở ếch, rồi là phở bò và phở gà thì là chính rồi, phở ếch này, phở heo này, hay là một số loại phở nữa. Thank you.
sau hết thử thách với cả chuẩn bị lộng nhá. Hợp lý á. Ở Việt Nam thì khi mà đi ăn sáng thì có rất là nhiều món để lựa chọn. Có thể là phở này, bánh mì này hay là bún, bún rất là nhiều. Những cái loại bún khác nhau. Mình ăn bún bò Huế. Bữa nào cũng sẽ thử thách với cả bún bò Huế nhá. Thank you.
phở thì đều thích, nhưng mà nó thích phở bò hơn. Hết rồi. Rồi thì còn mấy miếng thịt nữa là xong. Hôm nay mình đã chén xong 6 hấp phẩm. Và hôm nay là tập tiếp theo sẽ là trong nguyên độ. Và đã bún nữa đấy. 4, 6 bát chứ hay 7 bát. Trứng vịt lộn 10 quả, 20 quả. Hẹn gặp lại các bạn trong tập sau. Bye bye. Bát. Chào tất cả các bạn. Ngày trước mặt mình đây là món nem. Món nem mình sẽ chén món nem. Nem rán Việt Nam cũng là một món rất là đặc trưng và người nước ngoài rất là thích ăn, đặc biệt là người Hàn Quốc rất là thích ăn món nem rán này. Nem rán này thì nếu mà ăn tươi thì